anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta kể chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân sản ta kể chiến cho quê hương. Vân Hà kính gửi lời chào tới quý khán giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2017, là buổi phát thanh lần thứ 2328 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu là phần tin tức, kế tiếp là một câu chuyện thời sự với bài phỏng vấn ông Phạm Hồng Lam lần thứ 2 do phóng viên Thái Hòa phụ trách. Theo sau là một đất nước đứng lên với bài Con sãi ở chùa lại quét lá đa phần cuối do Nguyên Khải trình bày. Sau cùng là một bình luận thường xuyên do Song Thập dẫn đọc với bài Gan lì sẽ bị nhiều đòn để kết thúc chương trình tối nay. Chương trình phát thanh hôm nay xin vinh danh ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Thông báo đổi giờ phát thanh. Thưa quý thính giả, để đáp ứng sự mong đợi của rất nhiều quý thính giả ở Việt Nam muốn được nghe chương trình phát thanh của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi sớm hơn, nay chúng tôi rất vui mừng thông báo đến quý thính giả, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, chương trình phát thanh của đài trên làn sóng AM 1503 kilo chu kỳ và các phương tiện truyền thông khác sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 tối giờ Việt Nam thay vì 9 giờ 30 tối như trước đây. Mong quý thính giả đón nghe chương trình của đài lúc 8 giờ 30 tối và xin cho chúng tôi những ý kiến của quý vị. Trân trọng thông báo và kính chào, Đặng Giang, quản nhiệm đài. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây. Công an đàn áp dã man cuộc biểu tình chống ô nhiễm ở Hải Dương. Hơn 500 công an đủ loại đã dùng vòi rồng và roi điện để đàn áp 200 người biểu tình chống ô nhiễm tại khu công nghiệp Lai Vu, tỉnh Hải Dương vào hôm thứ Hai vừa qua. Đây là cuộc biểu tình kéo dài hơn 5 tháng qua, với hàng trăm người dân huyện Kim Thành đã thay phiên nhau túc trực trong các lều bạt mà họ dựng lên trên con đường dẫn vào nhà máy dệt Pacific Crystal do người Hồng Kông đầu tư. Mục đích của cuộc biểu tình là nhằm phản đối các ô nhiễm môi trường do nhà máy này gây ra, đồng thời yêu cầu bồi thường thỏa đáng cho số ruộng vườn đã bị nhà cầm quyền Hải Dương tước đoạt để xây dựng khu công nghiệp Lai Vu. Nhưng thay vì đến đối thoại với người dân, thì vào sáng thứ Hai 25 tháng 9, bạo quyền Hải Dương huy động hơn 500 công an côn đồ kéo đến tấn công người biểu tình bằng vòi rồng và dùi cui điện. Hàng chục người dân đã bị thương và một số lều bạt bị đốt cháy. Cần nói thêm là từ năm ngoái, người dân huyện Kim Thành đã nhiều lần tố cáo nhà máy dệt Pacific Crystal đã xả nước thải độc hại ra môi trường xung quanh và gây ô nhiễm trầm trọng cho ruộng vườn của họ. Vì không ai giải quyết, vào tháng 4 vừa qua, người dân đã mở cuộc phong tỏa nhà máy này kéo dài đến hôm nay, bất chấp các lời đe dọa của nhà cầm quyền Hải Dương. Nước Đức ngừng cấp visa nhập cảnh cho quan chức và du học sinh Việt Nam. Mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt-Đức ngày càng căng thẳng hơn với quyết định mới nhất của chính phủ Đức là ngừng cấp visa nhập cảnh đối với các quan chức và du học sinh Việt Nam. Quyết định này được đưa ra vào cuối tuần qua sau khi Bộ Ngoại giao Đức không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ bạo quyền Hà Nội về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ngay sau đó, một số nước trong khối Liên hiệp Âu Châu, EU, điển hình như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý và Thụy Điển cũng đã thông cáo báo chí ủng hộ quyết định nói trên của nước Đức. Quyết định cứng rắn này đã gây khốn đốn ngay lập tức cho phía Việt Nam, với một phái đoàn quan chức bị bác visa sang Đức để ký hợp đồng với một số công ty Đức. Trong khi đó, thì hàng chục ngàn du học sinh và công nhân Việt Nam cũng đang lo lắng vì không biết họ có thể xin gia hạn visa sau khi hết hạn hay không. Ngân hàng Phát triển Á Châu cảnh báo nhà nước Việt Nam về tỷ lệ nợ xấu quá cao. Trong báo cáo mới nhất được công bố vào hôm qua, Ngân hàng Phát triển Á Châu, gọi tắt là ADB,
đã cảnh báo nhà nước Việt Nam về khoản nợ xấu, tức là nợ khó đòi, đang ở tỷ lệ quá cao. Trong khi nhà nước Việt Nam khẳng định tỷ lệ nợ xấu, tức khoản nợ không đòi được, là 2.6%, thì ADB nói rằng tỷ lệ này phải hơn 10%, vì phía Việt Nam chưa cộng các khoản nợ không thể hoàn trả được của các tập đoàn quốc doanh, đặc biệt là hàng loạt các dự án đang đắp chiếu. Nếu tính toán của Ngân hàng Phát triển Á Châu là chính xác, thì có nghĩa là khoản nợ xấu của Việt Nam là khoảng 10 tỷ Mỹ Kim, dựa trên con số 94 tỷ Mỹ Kim tiền nợ mà Bộ Tài chánh Việt Nam đưa ra vào tuần qua. Trong một diễn biến khác thì vào hôm qua, Bộ Công an Việt Nam đã bắt thêm một số quan chức cao cấp thuộc Tập đoàn Petro Việt Nam để điều tra về các vụ lem nhem tài chánh. Trong số đó có ông Lê Đình Mậu, kế toán trưởng kiêm trưởng ban kiểm toán của tập đoàn. Những người còn lại là thuộc cấp của ông Trịnh Xuân Thanh khi ông này nắm ghế chủ tịch công ty xây lắp dầu khí thuộc Tập đoàn Petro Việt Nam. Ngư dân Việt bác bỏ cáo buộc của Philippines. Các ngư dân bị bắt giữ tại Phi đã bác bỏ cáo buộc là họ đã lao đến tấn công một tàu tuần duyên Phi, khiến binh sĩ Phi nổ súng bắn chết hai đồng nghiệp của họ trong cuộc rượt đuổi vào rạng sáng thứ Bảy 23 tháng 9 ở một vùng biển thuộc Tây Bắc nước Phi. Phát biểu từ trại giam ở thị trấn Bolinao, thuyền trưởng Phạm Tô cho biết là không tàu cá Việt Nam nào dám có ý định liều lĩnh nói trên vì chiến hạm Phi to gấp 20 lần tàu Việt Nam. Huống hồ chi tàu cá Việt Nam lại là tàu gỗ. Ông Tô nói thêm là trước đó một ngày, tức ngày thứ Sáu 22 tháng 9, các tàu cá Việt Nam tiến vào lãnh hải nước Phi để tránh dòng bão và chỉ dùng đèn sáng bình thường để câu mực, chứ không phải đèn cực sáng như cáo buộc của giới chức Phi. Cần nhắc lại, chiếc tàu của ông Phạm Tô đến từ tỉnh Phú Yên, tổng cộng có 7 ngư dân trên tàu. Hai người đã thiệt mạng sau khi bị quân Phi nổ súng. 5 người còn lại bị bắt giữ vào hôm thứ Bảy 23 tháng 9. Kính thưa quý thính giả, hôm qua phóng viên Thái Hòa đã phỏng vấn ông Phạm Hồng Lam, điều hợp viên phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại hiện đang sống ở Đức, về kết quả cuộc bầu cử quốc hội tại Đức. Để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử này, phóng viên Thái Hòa lại tiếp tục phỏng vấn ông Phạm Hồng Lam về thể chế cũng như phương thức bầu cử khác biệt của nước Đức. Xin nhường lời cho anh Thái Hòa. Kính chào anh Phạm Hồng Lam, tôi là Thái Hòa, phóng viên Đài Đáp Lời Sông Núi. Rất mong được phỏng vấn anh đôi điều về tình hình chính trị tại Đức để quý thính giả của đài hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử quốc hội và thủ tướng tại Đức vào ngày Chủ nhật vừa qua. Chào anh Thái Hòa, chào tất cả thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa anh Phạm Hồng Lam, trong cuộc phỏng vấn lần trước, chúng ta đã nói về kết quả cuộc bầu cử Thủ tướng Đức. Nhưng để quý thính giả hiểu rõ hơn về cái cuộc bầu cử này, xin anh cho biết là nước Đức hiện nay theo thể chế nào, có giống như Hoa Kỳ, Pháp hay là Anh và những nước khác hay không thưa anh? Nói chung thế giới trong hiện nay có hai cái thể chế chính. Một cái gọi là tổng thống chế, chẳng hạn như ở Mỹ, ở Pháp. Còn một thể chế gọi là nghị viện chế, chủ yếu về là quốc hội, chẳng hạn như là thể chế nghị viện ở bên Anh, bên Đức. Hai thể chế đó, tổng thống chế bên Mỹ tương đối đơn giản, còn ở bên Pháp thì hơi biến thái một chút. Cũng như vậy, nghị viện chế bên Anh thì rất đơn giản, nhưng mà ở bên Đức nó hơi biến chế một chút. Nhưng căn bản thì vẫn là nghị viện chế, nghĩa là nó đặt nặng quốc hội, chứ không phải tổng thống được bầu trực tiếp. Và khi bầu như vậy đó thì như ở nghị viện chế bên Đức, người ta không đặt nặng chủ yếu vào nhân sự. Dĩ nhiên có vấn đề về nhân sự, nhưng mà đầu tiên người ta bầu quốc hội. Dĩ nhiên vai trò người thủ lãnh của những cái đảng lớn mà để đưa người ra tranh cử giữa cái chức thủ tướng gì đó thì họ cũng là quan trọng. Nhưng mà trên căn bản đầu tiên là người ta bầu ra một cái quốc hội đã, rồi sau đó quốc hội mới bầu thủ tướng, chứ không như ở bên tổng thống chế là người ta bầu thẳng người tổng thống ra để nắm quyền lãnh đạo đất nước, thưa anh. Thưa anh, chúng tôi nghe nói là phương thức bầu cử quốc hội và thủ tướng của Đức cũng khác với hầu hết các quốc gia khác ở trên thế giới. Nếu có sự khác nhau đó thì xin anh cho biết là nó khác ở chỗ nào ạ? Cách thức bầu cử ở Đức có đặc điểm, đó là nó kết hợp hai lối bầu cử là vừa đa số vừa là tỷ lệ. Chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, khi bầu ai được nhiều phiếu hơn là kẻ đó thắng.
Nhưng mà ở Đức thì vừa áp dụng lối phiếu bầu đa số, nói cụ thể như thế này, nước Đức chia ra 299 đơn vị bầu cử trên khắp nước Đức, và trong ngày bầu cử, mỗi cử tri nhận được 2 lá phiếu, một lá có hình và tên những ứng viên trực tiếp trong đơn vị bầu cử của mình. Các đảng lớn đều đưa ra một người để cho cử tri họ bầu trực tiếp. Như vậy mình chỉ gạch chữ thập vào người nào mình muốn, đó là bầu trực tiếp. Đó là 299 dân biểu sẽ được bầu thẳng từ đơn vị bầu cử. Còn là lá phiếu thứ hai đó, kê hết tất cả tên của những cái đảng muốn ứng cử trong kỳ bầu cử đó. Người cử tri chỉ gạch vào tên của cái đảng nào mà mình muốn. Bên này là bầu cho đảng, nghĩa là bầu cho 299 dân biểu mà gọi là gián tiếp khác. Thì họ muốn làm như vậy đó, để nhờ qua cái gián tiếp này đó, các đảng mới đưa ra một số chuyên viên vào trong quốc hội. Còn ở bên bầu trực tiếp thường thường là những nhà chính trị gia, cụ thể họ là chuyên viên ở bên mặt thực tiễn. Còn bên bầu cho đảng là bầu để những người còn lại đưa những chuyên viên vào các ủy ban trong quốc hội để làm việc. Vì nguyên tắc bầu tỷ lệ khác hẳn với bê bầu đa số, thành ra tỷ lệ nó có sự trùng lập khi chia vế đối để chia ghế trong số cái lá phiếu thứ hai, nó rất tế nhị và tương đối hơi khó khăn. Vì thế khi chia ghế như vậy, nhiều khi có sự gia tăng số dân biểu, chẳng hạn như kỳ vừa rồi đây, đáng lẽ chỉ có 598 dân biểu, nhưng đến bây giờ khi ghế xong thì con số dân biểu kỳ này tăng một cách kỷ lục, nó lên 709 dân biểu. Bởi vì do cái tỷ lệ đó, nó sẽ có cái số thẳng dư, bình thường thì thẳng dư chừng 10, 15, 20 người thôi. Mà kỳ này là gia tăng một cách đặc biệt, bởi vì các đảng nhỏ đó được số phiếu gần như ngang ngang với nhau. Thành ra khi tính tỷ lệ ra đó, thì con số trùng lập rất là nhiều. Cho nên năm nay tổng số của dân biểu nó dôi lên là hơn 100 người, thưa anh. Như vậy phải chăng là cuộc bầu cử vừa rồi cũng là bầu cử quốc hội và thủ tướng một lượt luôn phải không thưa anh? Người ta hiểu thì như vậy, nhưng mà thực sự bầu thủ tướng thì nhất người ta biết có như là bà Merkel chắc chắn là sẽ là trở thành thủ tướng, bởi vì bà là có như thuộc đảng mà được đa số trong quốc hội kỳ này. Nhưng một cách chính thức thì cho đến giờ phút này bà chưa được bầu lên đâu, phải đợi cho đến cái kỳ họp quốc hội lần đầu tiên sau khi bầu đó, trong vòng một tháng tới đây, trong lần họp quốc tới đó thì tất cả mới diễn ra cuộc bầu cử thủ tướng. Khi đó bà Merkel mới đúng là trở thành thủ tướng cách chính thức. Nhưng mà người ta bây giờ một cách không chính thức có bà Merkel là thủ tướng rồi. Và bây giờ khi một đảng đa số trong bầu cử quốc hội thì đảng đó được quyền lập chính phủ. Thì bây giờ bà Merkel và đảng của bà đang còn đi tìm hiểu, đang còn gặp gỡ các đảng để tìm một cái liên minh cho lần họp quốc hội sắp tới. Bởi vì lần họp quốc hội sắp tới đấy là có như mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Đó là ngày ra mắt của tất cả liên minh cầm quyền và cũng là ngày bầu một cách chính thức vị thủ tướng cho nước Đức, thưa anh. Như vậy thì cuộc bầu cử vừa rồi là bầu cử quốc hội, chứ đâu phải là bầu cử thủ tướng như một số người lầm tưởng, phải không anh? Đúng, đúng, đây là cuộc bầu cử quốc hội, chứ không phải là bầu cử thủ tướng. Bên Anh cũng vậy, xong rồi thì đảng nào chiếm được đa số đó, thì đảng đó có quyền đưa người ra để ứng cử cái vai trò thủ tướng. Và trong lần họp quốc hội đầu tiên sau khi bầu đó, thì trong ngày đó, các dân biểu mới chính thức bầu người thủ lãnh của đảng đa số mà đưa ra để làm ứng viên cho thủ tướng, thì sẽ được bầu lên làm thủ tướng chính thức. Thưa anh, chúng tôi nghe nói là các nhà truyền thông ở bên Đức cho rằng mùa vận động bầu cử tại Đức lần này là khá buồn chán. Tại sao vậy thưa anh? Bởi vì nước Đức đang ở trong liên minh hai đảng lớn trong 4 năm vừa rồi, đã đang đưa nước Đức vào một thời kỳ yên bình và phát triển. Có thể nói là đang ở thời kỳ phồn vinh, thất nghiệp xuống rất thấp, tiền thuế vào đầy. Chưa bao giờ Đức Đức thảnh thơi trong lúc thế giới, nhất ở Âu Châu các nước đang còn đấu tranh, đang còn khủng hoảng về cái nạn thất nghiệp. Thì nước Đức đầy công việc và nhà nước thì dư đầy tiền. Trong tình thế như vậy thì không đảng nào có một cái đề tài nóng gì để mà đưa ra để trình làng cho dân chúng để nước Đức có thể đẹp hơn nữa. Thành ra cuộc bầu cử ngay ban đầu nó rất là nhàm chán, là bởi vì là không có ai đưa ra được một cái gì mới, cái gì hay. Bởi vì người ta đã no rồi, dân Đức no rồi, họ không có muốn đi phiêu lưu cái gì cả. Nhưng mà trong giai đoạn cuối, mấy ngày cuối đó thì rất là gay cấn, là bởi vì trong lúc hai đảng lớn không có biết đưa ra cái gì hơn để trình bày cho dân chúng Đức về một viễn tưởng nào tốt đẹp hơn, thì 3-4 đảng nhỏ giành nhau để có được số phiếu để mà đứng được vào trong cái liên minh, để hy vọng cái đảng lớn là đảng CDU đó sẽ nhận mình làm ở trong cái liên minh cầm quyền. Thành tuần cuối cùng của vận động bầu cử tương đối rất là năng động. Nói chung trước thì là buồn chán, nhưng thời gian cuối cùng đó rất là sôi động, thưa anh. Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Hồng Lam đã cho quý thính giả của đài chúng tôi những thông tin về thể chế cũng như là phương cách bầu cử vừa qua của nước Đức. Xin kính chào anh. Cảm ơn anh Thái Hòa và kính chào quý thính giả của đài.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radiodlsn.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Điều chỉ có thể xảy ra trong chế độ cộng sản phong kiến thối nát đang ngạo nghễ xuất hiện và thách đố toàn dân toàn xã hội. Chúng ta bất lực để chỉ nhìn và rồi bị đại họa đàn vua tập thể đảng ủy cùng đàn cán bộ nhấn chìm hay sao? Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Con sãi ở chùa lại quét lá đa phần cuối của JB Nguyễn Hữu Vinh qua sự trình bày của Nguyên Khải. Có lẽ thời kỳ con ông cháu cha hưng thịnh nhất là thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Một thời gian dài là mưa gió trên chính trường Việt Nam với những câu nói và hành động bất nhất điển hình. Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện cho cả nước biết rằng khi có quyền lực trong tay thì miệng quan trôn trẻ là chuyện đương nhiên. Khỏi cần nhắc lại những lời thề thốt của một người đứng đầu chính phủ và sự nuốt lời trong công việc. Chỉ cần nhìn hai đứa con của ông đều được cấu tạo thần tốc vào các chân lãnh đạo tỉnh, thì biết rằng ông bất chấp mọi miệng đời người thế và ông mở đầu cổ vũ cho việc đưa người thân, gia đình, họ hàng vào chiếm ghế lãnh đạo. Thế là đúng như cha ông đã nói, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Các quan chức các tỉnh thi nhau đưa con cái, cháu chắt ào ào vào những chiếc ghế béo bở như chỗ không người. Cả nước theo nhau làm đúng quy trình, cha bổ nhiệm con, chồng cơ cấu vợ, chị nâng đỡ em, mọc lên như nấm sau mưa. Không chỉ ở Huế cả nhà làm quan, mà ở Bắc Ninh thì cả họ nhà bí thư tỉnh ủy đều chiếm những vị trí quan trọng trong tỉnh. Không chỉ có Yên Bái, chị bổ nhiệm em, mà ở Hải Dương thì từ con trai đến em rể, tất cả đều làm quan đúng quy trình. Về vấn đề này, báo chí cho biết Bộ Nội vụ đã kiểm tra, rà soát theo thông tin báo chí phản ánh, tổng hợp được 9 địa phương, đơn vị bao gồm tỉnh Hà Giang, xã Hà Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, tỉnh Bình Định, huyện Phong Điền, Cần Thơ, Cục Thuế, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, thuộc Cổng Thục Thuế, Bộ Tài Chánh. Tỉnh Yên Bái, Trung tâm Pháp Y thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Nhưng đó chỉ mới là một phần nhỏ trong hệ thống công quyền hiện nay. Không chỉ cả họ làm quan mà hình thành một hệ thống còn hơn cả thời phong kiến vua chúa ngày xưa. Người dân Hà Tĩnh thường đùa với nhau rằng nếu như ở Mỹ chỉ có Tổng thống Bush cha và Bush con, thì ở Hà Tĩnh có từ thoại ông, thoại cha đến thoại cháu, nghĩa là cả ba đời đang thay nhau để cai trị đám dân đen ngu dốt chứ không dành phần cho ai. Rồi không chỉ anh em, họ hàng, mà những người cánh hầu được đưa vào giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước bất chấp khả năng. Báo chí đã nêu không biết bao nhiêu trường hợp đưa lái xe vào làm chánh văn phòng ủy ban, thậm chí đưa lái xe lên làm viện trưởng, bổ nhiệm em trai có tiền sự bị bắt vì đánh bạc lên làm giám đốc sở. Những câu chuyện chắc chỉ có ở cái thời cộng sản kim phong kiến thối nát ở Việt Nam đầu thế kỷ 21 mà thôi. Hạnh phúc hay đại họa? Cần phải nói rằng, một con người được hình thành bởi nhiều yếu tố cộng lại. Để làm một người lãnh đạo dân, cần hội tụ nhiều yếu tố cơ bản cần thiết, đặc biệt là sự thông minh, nhạy bén
và nhất là sự hy sinh phục vụ. Với con người, yếu tố thông minh tài giỏi có nguồn gốc lớn từ nguồn gen di truyền là chính. Sự học hành, rèn luyện là cần thiết, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Thế nhưng, thử xét theo cả hệ thống cộng sản xưa nay, trong một thể chế chính trị mà ngay từ đầu đã chủ trương, trí, phú, địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ, nghĩa là những tầng lớp ưu tú nhất đều bị loại bỏ. Người cộng sản chỉ ưu tiên cho giai cấp công nhân vì họ nhận đó là giai cấp của họ, mà xưa nay công nhân chỉ có búa và đe thì họ thạo, còn chữ nghĩa trí thông minh thì chẳng ai trông cậy vào cái giai cấp ấy. Mà phần lớn những lão thành, những cá nhân đã từng leo lên chức lãnh đạo trong hàng ngũ cộng sản đều xuất phát từ giai cấp công nhân hoặc nông dân, là tầng lớp liên minh mới được cất nhắc, bổ nhiệm và chú trọng. Những thành phần ưu tú khác như trí, phú, địa hào thì đừng có mơ. Vì thế, có thể nói ngay rằng, về nguồn gen, họ chẳng được thừa hưởng bất cứ sự thông minh tài giỏi nào để lại. Ngược lại, họ được thừa hưởng sự lưu manh, cơ hội và thiếu văn hóa cần thiết cho con người và xã hội. Còn về tinh thần đạo đức thì hẳn những kẻ cố tình bám lấy cơ hội, cái ô, cái lọng của cha ông, anh chị để leo lên những cái ghế của mình không bởi từ thực tài, đó là những kẻ lợi dụng cơ hội. Mà đã là cơ hội thì xin đừng nói đến tinh thần phục vụ bất cứ ai, kể cả người thân của mình. Như vậy, việc bổ nhiệm con em cán bộ lãnh đạo lên làm lãnh đạo tiếp tục cần phải được hiểu chính xác là đại họa của dân tộc, chỉ là hồng phúc cho đám cơ hội vơ vét mà thôi. Thì đã hẳn, cứ nhìn đất nước này sau mấy chục năm, người cộng sản thi nhau cha truyền con nối làm tập thể vua, lãnh đạo cho đến hôm nay, đứng trên bờ vực của sự suy đồi, sụp đổ mọi mặt thì sẽ thấy rõ ràng. Còn quan chức ư, cứ mở miệng ra câu nào thì dân đập vào miệng câu ấy, đủ hiểu trình độ và tư duy của họ như thế nào. Tạm kết, có lẽ khi người cộng sản ra sức tung hô chiếc bánh vẽ thiên đường xã hội chủ nghĩa và qua đó ra sức chửi rủa hệ thống phong kiến và thực dân, họ cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày nào đó chính họ lại phải liếm lại bãi nước bọt mà họ đã nhổ ra. Có ai ngờ đến một ngày chính người cộng sản lúng túng đến mức chắc phải xé bỏ tất cả những trang sách giáo khoa và những tác phẩm văn học đã từng vận dụng câu ngạn ngữ dân gian rằng con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa. Bởi đơn giản là những câu nói đó nếu được nhắc lại thì chỉ tổ làm người ta thấy ớn lạnh, sửng sốt và kinh hãi trước sự lì lợm, sự điêu hoa và sự thiếu liêm sĩ khi chính người dân nhìn vào hệ thống hiện nay. Bởi ngày xưa chỉ có con vua thì lại làm vua, còn ngày nay con cháu họ hàng cán bộ đua nhau làm cán bộ. Ngày xưa cả đất nước chỉ có một vua, việc lạm dụng chức quyền cũng chỉ có một người, còn ngày nay bất cứ chỗ nào cũng có những đàn vua tập thể mang tên đảng ủy và đàn cán bộ họ hàng hang hốc, nhà đảng viên chia chác nhau ghế ngồi trên đầu người dân. Và đại họa của đất nước đang lừng lững đến một cách vững chắc nhất, nhanh chóng nhất và khủng khiếp nhất. Một trong những khuyết điểm chung của các chế độ độc tài là lầm tưởng rằng toàn thể thế giới văn minh bên ngoài cũng dễ bị lừa gạt và hù dọa như những người dân thấp cổ bé miệng mà họ đang thống trị. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Bùi Tín với tựa đề Gan Lì Sẽ Bị Như Đòn, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy là nhà cầm quyền cộng sản xưa nay đều kiêu ngạo, tự phụ, coi thường luật pháp quốc tế, không có nền văn hóa biết xin lỗi dù cộng sản vi phạm sai lầm to lớn và tội lỗi rõ ràng. Chẳng hạn ở nước Nga, Stalin từng ký giấy tiêu diệt hàng vạn người Ba Lan, điển hình là gần 22.000 sĩ quan Ba Lan bị Hồng quân Nga bắt làm tù binh năm 1939 trong khu rừng Katyn vào tháng 5 năm 1940 rồi đổ tội cho phát xít Đức, nhưng mãi đến năm 1989 mới bị phát giác. Mối liên hệ Nga-Xô-Ba Lan hiện vẫn còn nhức nhối cay đắng bởi cuộc tàn sát khủng khiếp này,
Vì đến bây giờ mà Vladimir Putin vẫn ngoan cố ám chỉ Gorbachev đã có giả tâm cố tình khơi lên vụ thảm sát cũ ở Katyn nhằm bôi đen và lật đổ chế độ Xô Viết. Ở nước Tàu, Trung Cộng cho mật vụ sang Hồng Kông năm 2016 bắt cóc hai nhà xuất bản cuốn sách để đưa về lục địa, vì sách này vạch rõ cuộc sống buông thả trác táng của ông Tổng Tập Cận Bình. Trung Cộng bị công luận Hồng Kông và Đài Loan lên án nên buộc phải trả tự do cho hai nhà xuất bản, nhưng chúng không có một lời xin lỗi. Ở Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Vụ án Trịnh Xuân Thanh bị nhóm mật vụ do ông Tổng Trọng phái sang Berlin bắt cóc. Nước Đức có những chứng cứ hình ảnh nhân vật rõ ràng mà vẫn bị nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bác bỏ và cho rằng ông Thanh tự dẫn xác về đầu thú. Nhưng Việt Cộng không trưng ra được một bằng chứng nào như Trịnh Xuân Thanh trở về ra sao, qua con đường nào, với giấy tờ gì, có ai làm chứng, vân vân. Cái cảnh Trịnh Xuân Thanh phờ phạt, thất thần, bị giam kín, không cho ai tiếp xúc dù Thanh chưa ra tòa, đã làm cho dư luận trong và ngoài nước lo âu, phẫn nộ. Cộng sản Việt Nam vẫn có cái thói coi luật pháp không ra gì. Ta là luật pháp, ta làm ra luật, ta xét xử, ta độc quyền phán xét, tòa án trong tay ta. Đây là một tư tưởng bệnh hoạn, một não trạng lạc hậu, lạc lõng giữa thế giới văn minh có pháp quyền chặt chẽ. Ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị nghĩ rằng đã chối bỏ sự thật vì sĩ diện của đảng, uy tín của nhà nước, không thể lùi bước. Những mong rồi sự việc sẽ phai nhạt với thời gian, mọi việc sẽ đi vào lãng quên, thế là thoát nạn. Đã vậy, ban tuyên huấn còn đạo diễn cho báo văn nghệ công kích mạt sát chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức Quốc là bịa đặt, vu cáo, dựng chuyện để kiếm phiếu cho cuộc bầu cử trong nước. Đã ngoan cố còn dụng dại khiêu khích, vậy là Việt Cộng bị ăn đòn tiếp. Ngày 22 tháng 9, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước Đức cho biết nhà ngoại giao thứ hai trong sứ quán Việt Nam Cộng sản tại Berlin phải rời khỏi nước Đức trong 4 tuần cùng với gia đình, do bị xác định có dính vào cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vẫn chưa hết, phát ngôn nhân này còn nói rõ, phía Đức nhận thấy không có hồi đáp đầy đủ từ Việt Nam sau vụ bắt cóc, và nhắc lại lời của Bộ trưởng Ngoại giao nước Đức rằng đây là vụ vi phạm rất nghiêm trọng chưa từng có trên lãnh thổ Đức. Phía Đức đã quyết định tạm ngưng liên hệ đối tác chiến lược với Việt Nam Cộng sản, và sẽ còn những quyết định khác cho đến khi nào phía Việt Nam nhận ra lẽ phải, thu nhận sai lầm, nói lên lời xin lỗi và cam kết sẽ không tái diễn hành động vi phạm trầm trọng như vậy trên lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức Quốc. Đúng là lời cảnh báo nghiêm minh, đáng sợ. Vậy, những quyết định khác tiếp theo từ chính phủ Đức là gì? Sẽ là kéo dài việc tạm ngưng liên hệ đối tác chiến lược được dày công xây dựng 20 năm nay, bị đình chỉ món viện trợ 220 triệu euro đang được chuyển tới Việt Nam Cộng sản, giảm bớt sự buôn bán qua lại, giới hạn tương quan ngoại giao, tiếp tục trục xuất những kẻ liên quan đến cuộc bắt cóc do ngành tư pháp Đức điều tra, xét xử, đình hoãn việc xét duyệt thông qua thỏa thuận buôn bán Liên Âu Việt Nam. Quả là thiệt hại lớn đủ đường. Hành động liều và không biết điều với Cộng hòa Liên bang nước Đức là tạo nên căng thẳng với cả 27 nước trong Liên Âu, với Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Tiệp, Hungary, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, vân vân. Hành động bắt cóc đó là cực kỳ dại dột khi Việt Nam chuẩn bị gấp cho cuộc họp APEC sắp diễn ra ở Đà Nẵng. Rõ ràng ngoan cố, gan lì thì khi phạm tội sẽ bị như đòn. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, việc chuẩn bị cho hội nghị APEC, cuộc khủng hoảng đối ngoại gay gắt hiện nay phải là đề tài thảo luận thật sôi nổi, kỹ lưỡng trong cuộc họp Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa 12 và cuộc họp Quốc hội cuối năm nay. Đây là dịp tốt để Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện việc phê và tự phê một cách sâu sắc nghiêm chỉnh, phải từ bỏ não trạng cứng nhắc là chỉ tiến mà không biết lùi, phải học hỏi để biết điều hay lẽ phải. Phải biết nhận lỗi và biết xin lỗi để trở thành một thành viên trưởng thành trong cộng đồng thế giới văn minh.
khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, sinh năm 1956, bị bắt ngày 5 tháng 5 năm 2014. Hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 5 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radiodlsn.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.